Đây là cái cốm Vương Não Khang nha, là một cái sản phẩm để hỗ trợ cho những bé chậm nói nè, những bé tăng động nè, tự kỷ nè, học mà kém tiếp thu á. Là một sản phẩm mà mình tư vấn 2-3 năm qua rồi anh em. Là một sản phẩm của công ty tập đoàn Dược Á Âu và mình đại diện. Thì cái sản phẩm này mang hơi hướng á, là một sản phẩm bổ sung. Nó vừa là có cái vị thuốc mà nó vừa cũng có cái vị là vị đông y nha anh em nha. Cho nên cái vị nó cảm giác nghĩa là nó không giống thuốc tây mà nó cũng không giống thực phẩm chức năng, mà nó hơi lai giữa cái thuốc bắc với cái thuốc tây á anh em nha. Cho nên mới gọi là công ty thực phẩm công ty Á Âu nha. Thì cái sản phẩm này á là một cái sản phẩm mà các bạn nên dùng theo liệu trình thì sẽ hỗ trợ cho bé cải thiện trong quá trình khá là ok nha. Mình nói lại nha, cái tình trạng mà tăng động này, tự kỷ này, học kém tiếp thu nè ha, hay là kém trí nhớ, ngủ không ngon giấc đều có thể sử dụng cái cốm Vương Não Khang này. Đây cũng là một video rất nhiều trong những cái video mình giới thiệu về cái cốm Vương Não Khang nha anh em nha. Là một sản phẩm của tập đoàn Dược Á Âu nha anh em. Anh em chú ý chỗ này giùm tôi nha. Rất ít sản phẩm trên thị trường có được cái chỗ này nè anh em ơi. Đó, thấy chưa? Các bạn hay nghe nhan nhản có nhiều loại cốm để hỗ trợ cho những bé chậm nói nè, những bé mà tăng động tự kỷ đúng không? Thì rất nhiều loại anh em ơi, mình có những cái cốm đó luôn. Nhưng mà mình trong những cái cốm đó thì mình chọn lọc ra thì mình vẫn thích cái cốm Vương Não Khang này. Thứ nhất về liệu trình nó dễ dùng, thứ hai là giá thành nó phải chăng, và thứ ba đó nó có cái chỗ xanh xanh hồi nãy tôi nói anh em, nghe chỗ này nè nghe anh em ha. Thì cái việc đó sẽ yên tâm cho người tiêu dùng hơn, và cái việc mình bổ sung liệu trình này cho bé nó cũng dễ dàng hơn nha anh em nha. Thì đây là một sản phẩm để hỗ trợ các bé có tình trạng mình vừa nói như trên nha. Tuy nhiên nó không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Các bạn click vào giỏ hàng đi tìm hiểu và mua cho con mình dùng nha. Nhớ nên mua liệu trình để được hỗ trợ nó ok hơn nha mọi người.